Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với MM Mega Market Việt Nam tổ chức tuần hàng OCOP, sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ hai MM Mega Market phối hợp với Sở Công Thương triển khai chuỗi sự kiện quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và các mặt hàng nông sản đặc sắc của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời kết nối các nhà sản xuất OCOP Việt với kênh phân phối quốc tế. Tuần hàng OCOP sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập tại 3 thành phố quy tụ khoảng 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP cũng như nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ khắp các tỉnh thành và vùng miền trên cả nước. Riêng tại Hà Nội, tuần hàng OCOP sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập được tổ chức tại MM Mega Market Thăng Long, thu hút 70 gian hàng đến từ các tỉnh thành như Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Phú Yên và các quận huyện trên địa bàn Hà Nội với những sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản chất lượng, giá cả phù hợp để giới thiệu, kết nối vào hệ thống MM Mega Market. Tại sự kiện, Sở Công Thương Hà Nội cùng MM Mega Market Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hỗ trợ đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản của Hà Nội và các tỉnh, thành phố vào hệ thống MM Mega Market với nhiệm vụ trọng tâm. MM Mega Market hỗ trợ kết nối sản phẩm vào các trung tâm phân phối MM Mega Market trên toàn quốc, ưu tiên trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng tại vị trí thuận lợi trong hệ thống phân phối để người tiêu dùng biết, ưu tiên lựa chọn, từ đó đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm từ các đơn vị sản xuất. Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục là cầu nối hỗ trợ MM Mega Market tiếp cận các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất uy tín của Hà Nội cũng như các tỉnh thành.